Thành phố Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 7. Lác đác vài chiếc xe chạy trên đường bị yêu cầu dừng lại để kiểm tra. Trong số đó có một chiếc xe chở bình oxy nặng 40kg và chở theo cả nỗi lo của người cha với cậu con trai mang trọng bệnh. Dạ, anh vừa đi đâu về giờ này vậy ạ? Anh đang đi lên chỗ cái trung tâm phân phối bình oxy đó. Anh trở về bình oxy con anh hiện nay đang thở bằng máy oxy ở nhà. Tức là chiều mà nó khỏe nhưng mà khi nó mệt quá giờ nó bình oxy nó cạn kiệt trong nhà. Phía trước xe, người cha treo cả bình xịt khuẩn và mang găng tay y tế. Phần để bảo vệ bản thân, phần vì không muốn nhiễm bệnh rồi về lây nhiễm cho con. Con trai anh mắc u gan nguyên bào. Tiến thoái lưỡng nan là tâm trạng của mẹ con bé Linh San. Phải chuyển nơi điều trị trong thời gian bệnh viện bị phong tỏa. Dịch bệnh cũng không thể về nhà. Hai mẹ con loay hoay trong phòng trọ nhỏ ở Hà Nội. Chị, các bé ở đây là đã được bao nhiêu lần? Em ở đây thì cũng từ hôm 13 đến giờ. Cứ đêm là nhức chân, nó lại khóc. Hôm thì nhức chân bên này, hôm nhức chân bên này nó. Nói chung là từ lúc bị dịch ấy, thì cháu vừa mổ xong mà không được truyền ấy, ở nhà lại đau nhức nên là cũng thấy lo nhiều. Trong căn phòng nhỏ, niềm vui của Linh San là vẽ những bức tranh trên cuốn tập người thuê trọ trước để lại. Một tháng trước, hình ảnh cậu bé 3 tuổi mắc u võng mạc ác tính trong bộ đồ bảo hộ theo bố trở về nhà sau 28 ngày cách ly ở bệnh viện Ca Tân Triều khiến nhiều người xúc động. Em đã cùng bố về Sơn La, cách ly tại nhà rồi lại quay trở lại Hà Nội điều trị vào giữa tháng 7. Chào ấy, bye bye. Như cái đợt trước kia thì ở bệnh viện K3 thì họ có ca nhiễm ở trong bệnh viện. Thì họ đã phong tỏa bệnh viện, cháu bị hoãn mất 2 đợt điều trị hóa chất ở đấy. Nên bệnh tình của cháu diễn biến phức tạp hơn. Cũng đợt này nữa thì hai bố con xuống điều trị tiếp thì lại dính phải dịch Covid nữa thì không về được. Phải ra ở trọ ngoài bệnh viện. Ba chẳng mong gì hơn thế khi biết có con trên. Mở mắt ra đi nào. Giọt nước mắt ba tuôn rơi vì hạnh phúc. Hiện Huy đã hóa trị đợt 5 nhưng mắt phải không còn nhìn thấy. Chờ đợi và hy vọng để Linh San được điều trị tốt hơn, để Huy giữ được mắt trái, để những ông bố không phải vượt đường xa đi tìm bình thở. Mong bình an. Chỉ mong sao con sinh ra được bình an.